Rồi, chào mừng nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Kia Carens nha anh em. Kia Carens đời 2010. Đấy. Đây là một dòng xe 7 chỗ của Kia. Đấy. Máy con này thì có 1.6 thôi, 1.6 số sàn. Thì chạy khá là lợi xăng. Rất là lợi xăng luôn. Xe 7 chỗ mà 1.6 số sàn thì nó rất là lợi xăng. Dòng này tiết kiệm, rất là tiết kiệm nha anh em. Trong phân khúc 7 chỗ của nó thì nó rất là tiết kiệm. Mâm đúc nguyên bản thu xe, 4 mâm đúc nguyên bản thu xe. Mâm đúc ngôi sao 5 cánh mỏng, rất là đẹp. Đấy, dòng mâm đúc này của Carens luôn. Đấy. Con xe này thì rất là ok. Sơn si bên ngoài thì anh em về không phải làm gì thêm nè. Sơn si rất là bóng bẩy rồi. Sơn si mới, hầu như là còn mới hết nha. Đấy, vừa đánh móng lại mới ken luôn. Anh em về sơn si không phải làm gì thêm nè. Mâm đúc nguyên bản theo xe. Xe thì hiện tại rất là đẹp, đời 2010. Đời 2010 anh em ạ. Máy con này thì máy 1.6 phun xăng điện tử số sàn thì chạy rất là lợi xăng. Con này thì khỏi phải nói về độ ăn xăng của nó rồi, trong phân khúc mà 7 chỗ thì nó là lợi xăng nhất nha anh em. Em thấy nó là lợi xăng nhất, lợi xăng nè, lành tính nè, bền. Rất là bền bỉ luôn. Xe thì hiện tại rất là ok. Xe thì biển 74 Quảng Trị. Đấy. Xe thì bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Anh em mà vào phát hiện đâm đụng ngập nước bên em biếu tặng xe cho anh em. Còn xe thì bên em bán, khi mà bên em bán ra bên em cam kết là không đâm đụng và không ngập nước. Cái tay nắm cửa chrome này. Mà chrome rất còn rất là mới nha anh em. Lốp láp rồi còn nguyên bản con xe thế nè. Đấy. Gầm bệ cua lốp rồi đây. Còn hầu như là mới tinh hết nha. Chưa có một mọt, chưa có gì hết á. Gầm bệ đây. Gầm bệ anh em coi gầm bệ này. Gầm đây nha anh em, 2010 đời gầm này rất là ok nè. Thấy gầm đây, chưa một mọt gì hết. Gầm thì con này thì khá là đẹp rồi. Đấy. Chưa một mọt, chưa ngập nước, chưa đâm đụng gì hết. Xe thì nó còn nguyên zin hết á. Khám tháng 3 năm 2021. Xe này thì bên em rao bán mức giá là 210 triệu nha anh em. Đấy. Mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em mình mua về. Thứ nhất, anh em có thể mua về chạy dịch vụ. Thứ hai, anh em mình có thể mua về đi gia đình thì nó rất là ok. Đèn trước đây thì người ta trang bị đèn bi rồi anh em à, đèn bi xenon rồi, rất là sáng. Xe thì mình có về có đi thôi, không làm gì thêm hết. Con này nước sơn nó là màu vàng ghi nha anh em, đấy, màu vàng ghi rất là đẹp. Đèn đuốc trước cũng còn rất là sáng. Đời 2010 ta trang bị đèn bi rồi, cặp đèn của Carens rất là đẹp. Carens này thì nó format nhìn nó bầu bầu, nó tròn tròn, nó không có lỗi thời. Tay nắm cửa mạ chrome rất là sáng bóng, rất là mới luôn, còn rất là đẹp. Cửa nẻo đóng rất là nhẹ nhàng, êm. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, tắp bi đây, còn rất là đẹp luôn. Tắp bi, một cái nút ở đây là để mở nắp xăng. Đấy. Bốn tổng là hạ kính còn rất là mới thôi, còn rất là sáng anh em mà. Nói chung xe thì chủ nhà đi giữ gìn rất là kỹ, hay là đồ đạc còn rất là đẹp. Chỉ niệm theo xe vẫn còn nguyên 100%. Đấy, chỉ tắp bi, chỉ cửa nè, vẫn còn nguyên nha. Chưa mất một phân keo chỉ nào hết. Nội thất đây, bên trong nội thất này vô lăng thì khá là đẹp. Dòng này mới máy 1.6 thì nó chưa có trang bị túi khí. Dòng 2.0 nó sẽ trang bị túi khí nha anh em. Đấy, dòng 1.6 thì rất là hợp lý, giá hợp lý cho anh em mình mua về. Đi, nó lợi xăng hơn, nó lành tính hơn dòng 2.0. Đấy. Xe thì khá là ok. Mở đèn cho anh em coi. Ghế da thì người ta đã bọc lại một cái ghế da màu đỏ rồi, rất là đẹp. Bệ tì tay cũng bệ tì tay 2 ngăn. Số má thì rất là ngọt ngào, điều hòa ô tô. Phun xăng điện tử. Xe thì anh em về mình có việc đi ngay thôi, không phải làm gì thêm nha. Vô lăng cũng còn khá là ok nè. Xe này thì anh em mình có thể mua về chạy dịch vụ được, rất là ok luôn. Màn hình đây, màn hình cam lùi có luôn nha anh em. Có cam lùi luôn, đầy đủ hết á. Điều hòa ô tô nè, thấy những cái nút bấm của nó còn rất là đẹp. Tắp bi đây. Tắp bi nè, không khoan độc gì hết nha. Đấy.
chưa khoan độc dễ đâu em ạ. Xe thì bên em vừa về. Đấy, rất là đẹp luôn. Kính bấm còn nguyên hết nè. Kính bấm còn nguyên hết, chưa có vấn đề gì nè, kính điện nha anh em, kính điện hết nha. Đấy, bốn tổng là kính vẫn còn hoạt động tốt hết nha. Xe được dán một phim cách nhiệt mỏng rồi, lớp phim cách nhiệt mỏng rồi. Đấy, đèn đuốc đầy đủ hết nè. Trần còn rất là mới nha anh em, trần này, trần còn rất là mới. Bởi vì nó hơi tối rồi, em nó hơi tối rồi, quay nó không có được rõ lắm, nhưng mà trần còn rất là đẹp. Đèn đồng hồ đây. Xe nói chung rất là ok. Máy 1.6 phun xăng điện tử thì con này chạy tầm 7 đến 8 lít trên 100 cây là đường tổng hợp, đúng không anh em? 7 đến 8 lít trên 100 cây. Cỡ đó thôi, rất là lợi xăng. Cổ số đây, rất là đẹp. Tay lái trợ lực nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Rất là nhẹ nhàng anh em à. Đấy, có thể một tay ngón mà em có thể đánh được rồi, nhẹ rất là nhẹ luôn. Rồi rồi đầy đủ hết á. Xe nói chung ok hết anh em. Xe này là 4 phanh đĩa nha anh em. 1.6 phun xăng điện tử, rất là ok. Máy móc thì nổ rất là êm. Máy móc thì cực kỳ êm, máy 1.6 nổ rất là đứng máy luôn. Đấy, chân ga chân phanh còn rất khá là ok, còn rất đẹp nha em. Thì mà 210 triệu anh em kiếm một con 7 chỗ mà nó tiết kiệm mà nó lành tính thì đi dịch vụ khó, là chỉ có Karin không có con nào hết đó. Dòng này giờ đến Tết anh em mua về anh em chạy dịch vụ kiếm tiền rất là ok, hoặc là gia đình mình mua về gia đình thì rất là hợp lý luôn. Xe rộng rãi, hàng ghế sau đây rất chi là rộng rãi luôn, hàng ghế sau đây anh em nhìn cái bệ để chân rất chi là rộng rãi luôn. Ghế hầu như người ta mới bọc lại hết, bọc ghế là hết, vẫn trong vẫn còn nỉ. Và nó có cả gió đi điều, cửa gió điều hòa đằng sau nên là người sau không sợ nóng nha anh em. Đầy đủ hết, tuy nó một dàn lạnh thôi nhưng mà nó có cửa gió điều hòa đằng sau. Đấy, trần là trần còn rất là đẹp, rất là mới. Đấy, tắp bi cửa đây nè, tắp bi cửa còn rất là ok, chưa đâm đụng hoài là ngập nước gì hết nha. Đấy, chỉ nỉ anh em nhìn nè, thẳng tắp một đường hết nha, chưa có vấn đề gì hết. Máy móc nổ thì rất là êm, bên em cam kết nổ rất là êm. Đấy, nổ đứng gần hầu như không nghe tiếng máy mà. Cửa này đóng rất là êm. Xe về anh em mình có việc đi ngay thôi, không làm gì thêm nha. Đấy, cam lùi, cam đầy đủ hết á. Cam bệ đấy, cầm mẹ lên em, nó sẽ cua với gầm. Gầm hơi dơ nha, nhưng không mục nhé. Gầm chỉ có hơi dơ thôi nhưng không mục anh em à. Đời 20 thì chưa mục đâu, chưa mục được nó đâu. Mình để sau đây. Cái sau thì mình có thể gặp lại, đổi mở lốp đầy đủ hết, hàng cái sau có thể gặp lại. Xe này thì người ta chạy gia đình thôi. Đấy, kỷ niệm này còn nguyên hết nè. Ốc bấm thì xúc vẫn còn nguyên nha anh em, chứng tỏ là xe này chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Đấy, chưa đâm đụng, chưa va chạm nhé. Va chạm là không thể làm đẹp như thế này. Đấy, giá có 210 triệu thôi. Đấy, 210 triệu đồng. Kia Karen 2010 nha anh em, khám đến tháng 3 năm 2021. Đấy, cái sơn này thì cái màu ghi vàng, hơi vàng, hay màu xám nhưng mà hơi ngã xanh vàng một tí. Đấy, sơn si rất là mỏng mẩy luôn. Về anh em mình không phải làm gì đi, không phải làm gì nước sơn rồi. Nội thất về chắc chắn không phải làm gì thêm rồi. Xe này về thì có gì cái chạy kiếm tiền thôi, không làm gì thêm hết á. Dòng này thích hợp cho anh em rồi, mua về chạy dịch vụ. Đồ thì nó đỡ chi phí, nó đỡ tốn tiền xăng nè, đỡ tốn xăng nè. Tốc bi anh em nhìn còn đẹp hết nè. Tốc bi đẹp hết nha anh em, đỡ tốn xăng nè, lành tính. Dòng này thì lành tính cực kỳ luôn, Kia của Hàn Quốc thì lành tính cực kỳ luôn. Cửa này đóng rất là êm, tay nắm cửa còn khá là mới nè. Đấy, xe về anh em chỉ có việc đi ngay thôi, tắp lô đây còn nguyên hết nè, chưa khoan đục gì hết. Anh em thấy không rõ không? Chưa khoan đục nha, nhìn kỹ đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe về anh em mình chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Bàn thờ tắp lô đây còn rất là đẹp. Cổ số này còn rất ok nha. Xe thì anh em mình về có đi thôi, không làm gì thêm hết. Tắp bi, tắp lô còn rất đẹp luôn.
Kia Karen 2010 nha anh em. Đấy, máy 1.6 phun xăng điện tử. Con này thì rất là lợi xăng, rất là lợi xăng, lành tính. Phong dáng là đẹp, đồ đã chắc, lành tính nữa. Dòng này trên thị trường đi người ta đi rất là nhiều. Hôm nay bên em chỉ bán chỉ có 210 triệu thôi, rất là hợp lý cho anh em mình mua về đi ngay nhé. Em chỉ dỡ máy cho anh em xem. Xe thì không lỗi đâu, anh em mình mua về chỉ có việc là đi thay thôi. À, máy móc đây. Anh em nghe tiếng máy nổ nè. Bảy chỗ máy nổ rất êm, cực kỳ êm luôn. Máy 1.6, đừng anh em đừng nghĩ 1.6 nó yếu nha, đạp như Fortuner đấy. Đó, em đạp thử rồi, chạy từ Quảng Trị về Quảng Nam em chạy thử rồi. Máy còn rất là bốc. Đấy, chứ anh em đừng nghĩ máy nó 1.6 mà nó yếu, không phải đâu, máy 1.6 nhưng mà chạy rất là ngon. Đấy, Fortuner em đua Fortuner mà chạy Fortuner chạy không lại. Cái này nó đùa thôi nha anh em, giòn kia nó không đạp thôi chứ. Nhưng mà không, xe này còn rất là ok. Đấy. Máy móc thì còn khá là móc, máy móc chạy bốc lắm. Máy nó chưa có xuống cấp nên là nó còn ngon nên là chạy rất là bốc. Anh em nghe tiếng máy nổ nè. Rất là êm nhé, máy rất là êm. Con này máy êm. Xe về thì anh em chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm gì thêm hết. Đấy. Từ sơn si nè, cho đến máy móc, cho đến nội thất cũng vậy thôi. Có âm thanh giải trí đầy đủ hết nha. Đấy. Đấy, cái này cắm USB hoặc là để vô là nghe thoải mái thôi. Cầm lùi đầy đủ hết. Sơn si không làm gì thêm nè. Còn em quay gầm bệ cho anh em coi. Gầm bệ này chưa có một mọt. Gầm bệ đây chưa có gì hết nha. Đấy, chưa có gì hết. Chưa một tí một mọt, chưa tí 300 đâm đụng mặt nước. Còn anh em nào mà không tin em nói thì anh em cứ vào để xem xe trực tiếp cụ thể. Mà ví dụ như xe này mà nó có tí đâm đụng ngập nước, bên em tặng xe cho anh em luôn. Tết này anh em có xe đi miễn phí. Nếu như anh em phát hiện xe này đâm đụng ngập nước, chỉ cần phát hiện một tí ngập nước thôi cũng được, bên em biếu tặng xe cho anh em. Tết này anh em có xe miễn phí đi Tết, nếu như anh em phát hiện xe này đâm đụng ngập nước. Đấy, còn xe thì bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, anh em yên tâm về cái vấn đề đấy. Máy móc rất là êm, gầm bệ ok. 210 triệu, anh em đều cần liên hệ số điện thoại 0905 356 663, xem xe tại huyện Lộc Thành, Quảng Nam, 0935 146 262. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé.